sau lưng Thiện là đoàn chùa Sở Dụng các bạn. Đây là đoàn diễu hành cho Thanh Thơ Mai Tết của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 các bạn. Đây là đoàn chùa Sở Dụng nha mọi người. Ở sau lưng của mình là Bình Kim Vlog nha mọi người. Đây ha, Bình Kim Vlog nha. Rồi. Và các bạn cùng các bạn nha. Các bạn cùng mình và Bình Kim Vlog cùng đoàn diễu hành của đoàn chùa Sở Dụng dạo bổ phố các bạn. Rồi. Chào mừng các bạn nhé. Ở đây người ta đãi cơm cho đoàn các bạn. Và đây là chùa Sòi Dột nha các bạn. Chùa Sòi Dột lương ngọc anh nha mọi người. Hay người ta gọi là bánh dừa mọi người. Những cái hình đầu trần cao cao rồi trần, còn thí dụ ở đây là thường thường gọi là bà biên vui, đấy là mình dùng từ là năm nay là bà bóng đó các bạn, này nói cho vui thôi nha. Còn kia là thủy, còn những người mà cầm trống đánh thì gọi là chay giam. I'm gonna give it to you.
và phát triển.